mùa 10 có tới 8 con tướng 5 vàng. Nếu mà mỗi video dắt vàng một con thì phải làm 8 video mới đủ. Không ấy một video mình dắt vàng luôn hai con được không? Xin chào các bạn, đây là Sammy Checker Việt Nam. Spoil luôn với các bạn là hai con tướng 5 vàng tiếp theo sẽ ghi tên vào danh sách PB Anime Pro của Lắng chính là Hilary và Quyena. Hẳn một cặp 5 tiền 3 sao như này thì không có chuyện top 2 giống DJ Sona được đúng không các bạn? Ok, mình vào game luôn cho nóng nhé. Cổng dịch chuyển của chúng ta hôm nay không có tên mà có tác dụng là nhận hai vàng mỗi khi ghép một trang bị. Nó giống với cái mùa trước cổng gì mà Zaun ấy nhỉ, quên bố rồi. Không biết nữa. Đồ khởi đầu sau ba rau quái của mình là một Neko, một găng, một kháng phép và một gậy. Nice. Siêu sao Tam Ken đồng quê được mình lựa chọn đếp vì nó rơi ra thêm cả Katarina rau quái nữa. Lõi công nghệ vàng xuất hiện ở vòng 2.1. Chơi dài hơi là một cái lõi của hệ băng nên là mình không lấy. Nope. Món quà tử sĩ thì đầu game cũng không cần. Good. Mình cần một cái lõi để đếp lên cấp đánh Exodia thôi. Roll hai cái lõi này đi và cũng không có gì ngon cả. Yeah. Quyết định của mình sẽ là toàn sao là sao để mua tướng đếp. Nước bị hay đấy. Chọn xong lõi thì cửa hàng mời gọi mình với con Gragas và Nami. Trùng hợp là mình cũng đang có Tam Ken đấu sĩ nên là múc luôn cả hai con này. Nami và Gragas thì nó kẹp thêm Disco sẽ khá là mạnh đấy. Hợp lý. Ghép nỏ set cho Gragas luôn để đếp. Gặp nhà level 3 ngay round đầu tiên với toàn một sao. Mình đấm ông này nguyên sản. 2.2 gặp một nhà cầm bừa bộn đang đếp bằng Annie 2 sao. Tánh không đủ cho Annie ra skill. Mình tiếp tục chiến thắng với 4 chép. Một người anh em song sinh cũng đang đếp bằng Tam Ken đồng quê nhưng mà đang phía sau không có. Bài mình hơn hẳn về mọi mặt, nhìn là biết ai thắng rồi. Win trích 3 cho nắng. Đi chợ nhặt nước mắt cho dễ đánh vì Kata 2 cũng chưa cần thiết. Về nhà Tarik xuất hiện. Mình up luôn level 5 cho nó vào sân kích 3 Disco. Hai con đấu sĩ tanh cơn này thì Disco nó cứ hồi máu cho làm sao mà giết được. Gặp nhà ông này đang đếp bằng Corki siêu sao. Bắn gãy cả tay cũng không thể hạ gục được Tam Ken nhà mình. Nổi nhảy lên chứ còn gì nữa. Gặp tiếp một ông đang đếp bằng hai đấu sĩ kẹp Zenith Dam. Ông này khá hơn ông ở round trước là clear được Tam Ken team mình. Okay. Còn round này thì mình xin để nâng chuỗi thắng lên 5 nhé. Tiền rơi ra ở round người đá ê hề cho mình nhặt luôn. Nice. Gậy và BF là hai đồ rơi ra nữa. Mình lắp luôn Sojin và Crit phép cho Nami để lấy thêm tiền mua Nico mà không mất lợi tức. Up level 6 cho Nico vào sân kích hậu vệ. Neko cho Nico để Nico lên 2 sao đếp cho khỏe. Gặp tiếp một nhà chơi Zenith ở vòng 3.1 nhưng mà một nước thì chỉ có một vua thôi. Đúng. Ông này gặp mình tắt cháy luôn, không thể làm cản được. Tiếp tục một lõi công nghệ vàng xuất hiện ở vòng 3.2. Lưỡi kiếm uy lực là không cần vì bài mình đang đánh bằng đa phép. Duy tâm luận khá là ok cho mình thêm đồ. Không cần ngân sách cân bằng lắm trong trận đấu này. Mình quyết định lấy về Duy tâm luận cho Nami đủ đồ đam đếp tiếp sau khi roll hai cái lõi kia. Đối đầu với nhà mình ở round này là một nhà chơi Yasuo. Yasuo mới 2 sao cũng chưa có hút máu, nằm xuống rất nhanh và trao lại chiến thắng cho nắng một cách không thể thuyết phục hơn. Katarina lên 2 sao càng bổ sung thêm sức mạnh cho đội hình team mình. Gặp nhà cũng đang đếp bằng đồng quê, thậm chí là còn không hút siêu sao. Số lượng sao cũng như là đồ đã lắp cho bên mình áp đảo hoàn toàn. Thắng round này cũng nâng chuỗi của mình lên con số 8. Là gì đấy? Đi chợ mình nhặt vách cầm nước mắt để tí về khóc cho dễ. Quá là giàu nên là mình up thẳng level 7 mà vẫn giữ lại được 50 tiền. Thêm bạt vào sân thì ra là round đi chợ vừa rồi có một ông đã đầu hàng chơi game mới. Nên là round này mình gặp bóng nhà Punk Zenith. Zenith 3 sao mà một đồ cũng chưa thể gánh team được cho ông này đâu. Chuyện là phép xuất hiện ở cửa hàng vòng 3.5. Mình thay vào chỗ trống của bạn để kích mốc 4 Disco. Round trước mới gặp một ông chơi Zenith 3 sao có cung xanh. Round này tiếp tục gặp một ông chơi Zenith 3 sao nhưng mà cầm diệt. Khác nhau về đồ nhưng mà kết quả thì vẫn y hệt. Chiến thắng này đã giúp mình nâng chuỗi thắng lên con số 10. Cảm ơn Tam Ken đã giúp mình đếp từ nãy đến giờ. Round 5 con sói hư hỏng mình thanh lý nó sau khi Blink Crank xuất hiện. Nó giống như kiểu tìm được người mới tốt hơn đấy các bạn. Mày lừa bố mày. Game muốn cho mình khóc nên là trả thêm hai cái nước mắt và một cung gỗ nữa. Up luôn level 8 roll để đổi siêu sao. Roll một ít thôi còn tiền thì để lên cấp. Thấy Amumu siêu sao tạm ổn nên là mình bắt về đếp luôn. Lắp luôn giao điện và blue cho nó lặng nhằng. Ông Yasuo mình gặp ở vòng 4.1 này nên suy nghĩ lại về lối build đồ. Yasuo 3 sao không có hồi phục, đứng trước mặt Nami ăn một cú thủy ngục xong dồn đam đến chết luôn. Yasuo chết thì đồng đội cũng chỉ là bao cát cho team mình thôi. Đang được đà thì game cho luôn một chiếc lõi kim cương để đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Độc dược sĩ và sức mạnh áp đảo được roll đi vì không cần thiết. Tìm kiếm một cái lõi gì đấy mạnh mẽ hơn nhưng mà không ra. Mình chọn về vé kim cương để roll cho đã cái nư. Giác được thay vào chỗ của bạn để trả lại đồ cho thần bài trước tập phết. Gặp một ông đánh đồng quê carry bằng Samira. Cần búp thêm sức mạnh chứ nhiều đấy là vẫn còn hơi yếu nhá. Samira bắn trong bất lực nhưng mà không có đam. Mình giữ lại được chiến thắng thứ 12. 4.3 cũng là hồi kết cho cái chuỗi của mình. Nhà Punk Zenith cầm cung xanh lúc nãy đã roll được tanh 3 sao. Các carry đều thêm đồ nên là bài mình không còn đủ đam nữa. Thất bại ở round này và mất đi 11 máu. Bú luôn em Hilary cầm giáp ở chợ quá ngon mà ai cũng chê. Thay luôn nó vào sân chỗ của giáp. Round này hơi khó chơi khi mà mình gặp một nhà chơi thuật sư roll 3 sao với Lulu 3. Model tank cũng sắp lên 3 nốt.
bài mình gần như là không có đam để giết nổi bài họ. Thất bại thứ hai, thay lại phong bài một chút khi cho Sona vào sân, tiện thể thanh lý Amumu siêu sao để Rao sau biết đâu nó ra được con siêu sao nó xịn. Chê bài Yasuo thiếu hồi phục và anh chàng ấy đã nghe, anh ta sắm thêm một cái huyết kiếm cho Yasuo để bổ nát tim mình. Thất bại thứ ba và mình còn lại 62 máu. Một găng, một kháng phép và một đe rèn là đồ mà mình săn được nốt ở rao chim. Chưa áp vội level 9 vì còn lẻ tiền. Trận đấu này mình không thể lên 10 nên là thong thả ở 9 thôi vì có vé trúng thưởng mà. Thua tiếp nhà đồng quê Samira Carey. Chê họ một lúc giờ họ update quá trời 2 sao, đấm mình không trượt phát nào luôn, hết dám ho he. Lên level 9 với hơn 50 tiền, mình roll sương sương xuống còn 20 tiền tìm siêu sao 5 tiền nhưng mà không ra con nào, chỉ bắt được một số con 5 tiền nhỏ lẻ. Gặp nhà Zinix và thắng hên hên, suýt sao một chết. Tiếp tục roll bằng tiền còn thừa, mình bắt được Kayn 2 cùng với Sona siêu sao thuật sư. Ahri cũng lên được 2 để phụ thêm đam cho team. Easy win cái bóng nhà Zinix còn lại để giữ cho mình lượng máu 50. Đi chợ mình nhặt về Sona cầm máu trong bóng tối, thay Kayn vào sân cho nó cầm đồ để đép thêm 2 round rồi mới roll tiếp. Lúc nãy gặp bóng nhà Zinix có cung xanh mình thắng, giờ gặp người thật bài thật mình vẫn thắng luôn. Lượng 2 sao đã ổn nên là đép thong thả thôi. Đã có đam hàng sau nhờ Kayn và Sona nên là mình có được chiến thắng trước nhà thuật sư Reroll. Bài của họ mất khá là nhiều thời gian để clear tank team mình, cháy lại rồi. Tích xương xương sau round rồng ngàn tuổi mình có được 64 tiền, mở đồ và lấy về mũ phù thủy cho Sona. Hai con Qiyana xuất hiện giúp mình lên 2 sao. Roll xuống còn 30 tiền mình lên được Illaoi 2 sao, sau đấy dừng lại để hô tiếp. Bỏ túi một ông chơi Zinix khá là dễ dàng nhờ lượng đam khủng từ Sona. Zinix ăn một skill hơn 2k máu và sắp sửa nằm xuống. Không còn hồi phục nên là cô nàng này ăn thêm một Q từ Kayn rồi gục luôn. Roll tiếp giữ 30 vàng mình bắt được lần lượt là Illaoi thứ 4, Qiyana thứ 4, Yorick cũng ham vui lên 2 sao. Nhà Zinix có cung xanh đã dắt vàng thêm hàng tá tướng trong round đấu ở vòng 6.2. Lượng đam kết liễu là chưa đủ vì đối thủ có cầu hồi phục, mình để thua và còn lại 37 máu. Tiếp tục roll mạnh xuống hơn một tí còn 20 vàng nhưng mà mình chỉ bắt được thêm một cây. Combat tiếp tục một lần nữa với nhà Zinix vì có một ông vừa dừng lại ở top 4. Sona của mình lần này được chơi game hơn lần trước, tung skill lần đầu không xi nhê, skill lần thứ hai kết liễu một lúc hai carry của team bạn trong sự ngơ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Sao mà đó được? Nhặt về Poppy cầm ấn cây đi ở vòng đi chợ, Qiyana thứ 5 xuất hiện cùng với Sona thứ 5. Easy win bóng của nhà thuật sư Reroll với lần tung skill thứ hai của Sona, y hệt như combat với nhà Zinix ở round trước đấy. Sau 6 mình không được may mắn khi mà phải đối đầu với người thật. Sona chỉ vừa mới chấm nở ra skill lần 2 đã bị ngăn cản và nằm xuống luôn. Mình để thua 2 chết và còn lại 25 máu. Qiyana thứ 6 xuất hiện và mình roll luôn trong round quái, bắt được Qiyana thứ 7. Không cần quan tâm đồ đạc nữa vì giờ này mình chỉ cần 3 sao thôi. Mình roll tiếp sau khi đánh quái xuống còn 20 tiền thì Qiyana thứ 8 xuất hiện. Ngoài ra thì cũng có Illaoi và Kayn muốn lên 3 nhưng mà mình hơi tham Sona nên là chưa có slot. Tập trung vào Qiyana để lên 3 sao trước. Mình roll rất nhiều và bán đi cả Kayn Sona trên hàng chờ luôn. Roll đến giây cuối cùng thì Qiyana thứ 9 mới xuất hiện. Tạ ơn trời Phật đã giúp con thoát được cái kiếp nạn này. Qiyana bị kẹt do không có chỗ để đi lên. Đến khi cô nàng này đi lên và tung skill lần 1 thì hất tung tất cả các kẻ địch trên sân dính sát vào tường và sau đấy làm choáng. Ngoài ra thì còn hack thêm full đồ cho tất cả các tướng team mình nữa. Quá là ok đúng không các bạn? Có 3 sao rồi, đến lúc làm content mình bán hết những vị tướng ít tiền đi, roll xem con nào ra nhiều. 40 tiền có được, mình roll vài phát bắt được Illaoi thứ 4. Roll thêm vài phát nữa nó ra luôn siêu sao Illaoi và cho Sona lên đĩa. Mục tiêu tiếp theo của mình sẽ là Illaoi 3 sao. Đối thủ cũng thấy mình lên 3 sao nên là bán hết tướng trên sân và up level 10. Round sau chắc là ông này cũng định roll 3 sao đấy. Đợi xem là ông này sẽ roll ra con gì đánh với mình nhé. Tiếp tục roll ở vòng 7.3, mình cũng không ôm tướng của ông này để cho mình roll. Ông này lên luôn Zig 3 nhưng mà chưa kịp cho xuống dưới để Aston từ Qiyana team mình. Mình cũng roll được Illaoi 3 sao nhưng mà đã hết thời gian vào sân. Vòng đi chợ chỉ còn là thủ tục khi mà các tướng đã lên 3 sao. Mình hơi vội lắp đồ mà quên rằng con Zig này nó mạnh như nào. Ông đấy để Zig ở một góc và beat hết tướng ở trên sân phía trên. Mình muốn thử đam của Illaoi nên là đã cho nó đứng một mình ở phía trên, kẹt góc Qiyana lại. Thế đếch nào mà con Zig của ông kia ném một phát, clear sạch xúc tua với Qiyana team mình luôn. Illaoi không xúc tua như là cần câu không có lưỡi. Mình để thua và còn lại 9 máu. Thử xếp lại Qiyana full mana lên trên nhưng mà vẫn không ăn được con Zig ma quỷ này. Mình tiếp tục để thua mặc dù có 2 tướng 5 tiền 3 sao chứ có Zig 3 sao. Nếu mà mình lắp áo cho bóng tối cho Qiyana thì chiến thắng cho mình rồi đúng không bạn? Mặc dù vậy nhưng mà mục tiêu chính ở PBE là test xem sức mạnh của các tướng nên là không sao. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn thích tướng 5 vàng 3 sao nào nhất thì nhớ là comment ở phía dưới cho mình biết đấy nhé. Đừng quên là mình livestream hàng ngày trên kênh YouTube Nắng Official lúc 19h30 phút mỗi tối. Và đừng quên là like video đấy nhé. Bye bye.